Chào đã được ăn những con cá như thế này, đó là đẳng cấp của hải sản con gái đá đa này. Cá cụ đại dương. Cá cụ đại dương nương ương là thương mấy thằng ở mõm đây. Nó đớp một phát là đái 3-4 thằng ở trong mõm nó, ăn cả bố đến con nó. Ăn hết chứ mà. Như vậy nó ăn cá ấu ao như bà con à. Nó ăn con cá ở trên nhà. Nhưng mà cá này mới là cá tươi. Cá tươi, cá đang bơi. Cá đang bơi nó đớp một phát phải bắt nó này luôn. Nó vừa cắn con cá con phát ra phải bắt nó luôn. Chứ nếu nó nuốt vào rồi thì cái đấy nó bình thường. Có con nhà đâu? Thì đó mới là những con cá đẳng cấp. Còn mấy ông ăn con cá nó không bao giờ có con cá mà ăn này. Nhìn cái râu là nó ăn con tép. Nó còn đang tép trong đó hả? Đấy chưa? Đấy con tép này, thấy không? Đấy con cá giảm. Cùng coi như bà con dân miền Bắc biết biết cách ăn độc đáo dễ sợ luôn bà con à. Đừng có độc đáo quá chừng. Cái này vừa rồi ông nói rồi. Vừa rồi anh Hoan gọi đó cá là cá gì vậy? Cá cổ rồng. Chuyện ăn tép và cá cơm. Cá cơm. Đó. Hai cái loại này nằm ở trong con cổ rồng này ăn rất là thơm và tinh khiết. Đó. Thế là mình ăn riết nó thành là đạn cổ dưỡng. Không ai cưỡng được những con cá như thế này bởi ở quê tôi đây chính là con cá cổ rồng. Độc đáo quá bà con à, độc đáo dễ sợ. Cái món ăn đặc sản, đặc sản ở miền Bắc đây à. Nướng chui. Ôi mà thấy ông ăn thấy mà coi như là quá thì đã nè. Được hút cho một ly rượu nữa là sẽ coi như là bánh là 10 phút nó tới. Nhưng mà này cái kiểu nói như tiêm ấy 10 phút. Bởi vì để đó tiếp tất cả các loại cá hoặc là ví dụ như sơn nào này, ví dụ như là bò gà này kia là quá đơn giản rồi. Nhưng những cái loại cá này là vừa bắt lên đang rãi, vừa thái. Nó đúng cái kiểu gái một con trong mòn con mắt ạ. Độc đáo của bà con hả? Thì nếu mà không ra ngoài miền Bắc này mình không biết được cái đặc sản của miền Bắc á. Quá độc đáo. Coi bà con miền Nam có cái gì để đáp trả không á? Có gì đáp trả? Tại cái này nó đang còn nút ở trong bụng nó là trong miệng chứ không phải trong bụng. Trong miệng. Cái này miền Nam thua rồi hả bà con? Thua không? Có quê hương xa hình như là đó là giáo sư con ấy. Bố hương, con coi là hội đồng hương mẹ tài sự, mẹ sâu bi. Đây nhà sát biển có nghĩa đồng hướng được ăn. Độc đáo quá bà con ha. Vậy nhờ ra ngoài miền Bắc này mình bắt đầu mình thấy được cái đặc sản của dân miền Bắc. Vậy miền Nam mình thì miền Nam không có đâu. Miền Nam thì không có cái này rồi. Thu một keo ha. Ok. Rồi cảm ơn bà con theo dõi nha. Rồi mình tạm thời mình ngưng máy.